Super BB Vanessa lớp nền siêu mỏng cho làn da chuẩn Hàn Quốc. Dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2, xong rồi bẵng đi 10 năm không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Anh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác mà đang ngồi đợi khách, thì con lướt Facebook á, thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen mình cũ, thì mới vô mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Sao dạ. Mà bữa đó con buồn cái gì mà không trả lời đúng vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện nó xảy ra trong công ty. Cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá biệt đó. Kiểu dạ đúng rồi đúng. Hay gặp chung với nhau, với bạn bè giám thị á, chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong rồi ghét nhau lắm. Cái con nói Hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Chỉ sao á hả, học không lo, học tối ngày quýnh lộn quýnh lộn. Trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn. Đó thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét đó. Lắm. Trời ơi, cái nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Nhìn kỹ thì ổng giống như cha anh vậy đó. Đúng không? Ổng giống như cha anh vậy đó. Sau khi gặp lại, nhìn thấy cô gái này, dạ. Có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ đúng đó, tại vì do mình lướt, mình thấy hình nó cũng dễ thương. Lúc đó mình chưa có người yêu nữa thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà sao hôm nay từ mặn mà mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả như chai nước mắm vậy. Khen con nước mắm á trời. Kỳ cục ghê luôn. Sự luôn, ông tướng thì thiệt á. Sau khi nhắn tin và hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, con thấy ảnh có một gì thay đổi không? Con sợ bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm. Còn bây giờ á bự quá là bự luôn. Xong rồi á con sợ tao chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy nói chuyện dễ thương hiền khô à. Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoài từ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con xong rồi chở con về. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh thì mới cho thì mới cho đi. Không, lúc đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi chứ, ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn nói chuyện, có người chở đi chơi. Là bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng con mới bắt đầu xưa lòng nhiều. Lúc đó là con có cho bạn nắm tay hay là có cho bạn hôn con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi, cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết là lúc mà con chạy xe về á, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn. Xong con hẹn bạn này ra qua nhà bạn là cũng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ.
Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó, trời ơi sao mình chị em mới nhau. Trời ơi, 50 năm sau thì chắc có lẽ là coi như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi. Vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ dính liền. Chiều liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm, anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là hả phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, ở Hà con lấy dơ lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, giải cũng không có được, cho nên gạch chấm ra. Cái sông máu nó cũng dị tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi. Cái bạn con á, Hà chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tới lúc đó, khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy đập tay thấy đập dữ lắm, mà sao giữ cái chấm như mũi chích kia. Rồi xong con sao, con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run run, sợ chỉ làm thiệt. Lúc đó con mới nhắn tin cho chị, nhắn tin chọc tức con, gửi lại cái hình cho con đấy. Ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê thấy. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nó, nghĩ sao vậy. Xong rồi hả, ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chứ em. Cái hả con nói là ăn rồi, mà mới vừa hả đặt grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con, ủa em ship gì vậy? Em kêu thuốc chuột. Trong cái khoảng thời gian nó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tưởng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, đặt mỹ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin chập tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chị. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm Tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy hả? Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. À dịch. Vậy là mới cưới đây hả? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Như vậy là được 6 tháng. Mới 6 tháng rồi. Rồi giờ là rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Nghe đi. Tôi nói trước đi. Cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gãy nhá. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Ví dụ là trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Phải đồ bác ăn xong bỏ gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ trọng. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn mấy cái đồ mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà vậy sẽ nhau mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con lớn bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ, khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sắp vỡ. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nha. Dạ. Rồi giờ tiếp tục đi con. Cũng hay căng nhằn. Cũng căng nhằn. Con như là bà bì bộn nè. Căng nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm luôn. Thí dụ lề mề coi. Là có một lần thì chuẩn bị mình đi đám cưới á, thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Con cũng sợ bả lề mề. 4 giờ 5 giờ cũng kêu bả chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới con đi làm hết với tất cả rồi, mặc đồ xong hết, vác xe đồ xong hết, chỉ đợi bả ra đi thôi.
tới đầu hơn nửa tiếng sau nữa, lúc mà còn kêu bạn mới chịu xuống. Ừ. Mà không biết ở trong làm gì, chứ nó làm gì mà lâu. Mà trang điểm. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây á. Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cũng tự nhiên giận đầu ngon giỡn. Giận gì giờ đó trời, chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được, cái bà chọc con rồi. Mà trong khi đó mai con nói con dặn là mai đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Bà bảo cứ 12 giờ là bà chọt rồi. Tại vì bà lây con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ, mình có hôn á, mình có hôn á. Là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hết lắm, con muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Đúng nóng rồi, mà. Trời con nghe. Nóng ngỏ lắm rồi đó. Tức ảnh nó hà lạ hà về mà. Cô không có nghĩ đến mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình đã nào lạ hà mình tẩy tới đầu chết xong rồi mình sơn sức dưỡng da mình gọi đầu mình xả hấp dầu mà mình xả nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương là à mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không hay là râu mép rồi hả lông mi có rụng cọng nào chưa đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet rồi làm biến ảnh rất là làm biến đi tập gym ngủ đi tập gym mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm anh lười lắm nè anh sốt rồi nè anh đau bụng quá à. Anh đau đầu đủ lý do trên trời dưới đất luôn có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Anh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ. Cái bắt đầu hà đổ mồ hôi. Kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi. Dùng cái khều khều con. Em lát mà hà anh giật á. Em lấy cái kia em chích 10 đầu ngón tay anh nghe cho má nó chảy ra cái trên bị tăng xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi. Đói quá chắc đói rồi. Đói á. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà thịt gà đàng hoàng nảy xuống nó nấu cháo gói bỏ khô gà gọi là cháo gà đó chứ một gà cháo gà và cái lá chanh khô nữa xong lên đốt ngoan họ kêu là cháo gà thì đúng là cháo gà nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con nè còn gì nữa nè à, có một cái tật là lúc mà chưa quen á là ảnh mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á nó xong ông sĩ diện đó. Đúng rồi rất là lịch sự luôn cứ về con sáng con vô con đang đánh răng em mở cửa cái gì vậy anh đau bụng mới đau bụng mở cửa cái xong con phải mở cửa ra nó cái mỗi lần mà con đánh răng cứ đánh răng là anh chạy vô cái xong mới hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy đấy mỗi lần anh nhìn em á anh mới cảm thấy thỏa mãn và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi em biến thái quá tôi. Lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con 24 ngày còn 6 ngày á là những cái ngày con lụm dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần có khi 3 tuần còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con lụm dâu á là nguyên tháng đó con treo mỏ luôn thiệt là giờ biết làm sao giờ ta công việc ờ đó em nó đi xa rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không dạ có mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò bỏ thêm đậu hành thêm một cái lòng đào nữa nha anh tối nay mình về miếng là anh hiểu rồi đúng không là hiểu à thôi vậy được rồi tại vì do hoàn cảnh đó hoàn cảnh nó đẩy đưa con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè dạ con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe rồi bớt nóng tính cọc cằn rồi thương vợ xíu thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn con sao Tấn dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn với lại bớt hay tính con nít trẻ con dạ vậy thôi à bây giờ 6 tháng này hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở trong nhà đó đúng không dạ thì là còn phải kềm chế nhiều nữa tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi
là hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. À, xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút. Đúng rồi đó con. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm như cho nó thôi, chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Cảm ơn chú.